đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian quá thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc Phát trên tần số FM 92,1 MHz Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ năm, ngày 11 tháng 7 năm 2024, trong chương trình Thời sự hôm nay, sau phần tin có bài giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin Chiều ngày 10 tháng 7, Quỹ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Lê Giang Nưng, Quỹ viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Châu Đốc Lâm Quang Thi đã dân hương tại Lăng Thoại Ngọc Hầu nhân lễ tưởng niệm 195 năm ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu 1829-2024. Tại Lăng Thoại Ngọc Hầu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Nưng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố Châu Đốc thành kính dân hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với danh thần Thoại Ngọc Hầu, người có công khai phá, xây dựng, phát triển vùng đất Nam Bộ nói chung và tỉnh An Giang nói riêng. Danh thần Thoại Ngọc Hầu, tên thật là Nguyễn Văn Thoại, là người làng Diên Phước, tỉnh Quảng Nam, nay là huyện Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng từ nhỏ, ông theo gia đình di cư vào Nam, định cư tại Cù Lao Dài, huyện Dũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Từ năm 16 tuổi, ông bắt đầu cuộc sống binh nghiệp và lập rất nhiều chiến công, được công nhận là vị khai quốc công thần, là người có công khai phá dùng đất Nam Bộ, khai khẩn đất quan quá, cải tạo đồng quan thành làng mạc, lập nên 10 làng ấp và xây nhiều đình chùa ở hai tỉnh An Giang và Vĩnh Long. Nổi bật nhất là ông cho tiến hành đào hai con kênh Vĩnh Tế và Thoại Hà dài trên 100 km từ An Giang ra tận Biển Tây. Đến nay, hai con kênh này dẫn đóng vai trò quan trọng trong tuyến thủy lộ nội địa, dẫn chuyển hàng hóa, giao thương mua bán, chấm dứt tình trạng đi đường dòng bằng đường biển, đặc biệt là bảo đảm an ninh quốc phòng. Ông Thoại Ngọc Hầu mất vào ngày 6 tháng 6 năm 1829 và được an táng tại Lăng Thoại Ngọc Hầu thuộc phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc tưởng nhớ công ơn của ông, nhân dân tỉnh An Giang lập đền thờ ông tại Lăng Thoại Ngọc Hầu, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, lập đền thần Thoại Ngọc Hầu, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn. Hàng năm, địa phương đều tổ chức lễ dỗ để mọi người đến thắp hương tưởng niệm ông. Ngày 10 tháng 7 năm 2024, Trung tâm Chính trị thành phố Châu Đốc tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2024. Đến dự có trưởng ban tuyên giáo thành quỹ, giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Châu Đốc Ngô Thị Quỳnh Loan. Tham gia lớp học có 94 học viên là đảng viên của 12 đảng quỹ và 11 chi bộ cơ sở trực thuộc thành quỹ. Trong thời gian một tháng, các học viên được nghiên cứu học tập 18 chuyên đề do Ban tuyên giáo Trung ương biên soạn. Bên cạnh đó, các học viên được tham gia nghiên cứu thực tế và nghe báo cáo về tình hình kinh tế xã hội của địa phương. Thông qua chương trình học tập, các học viên nâng cao về nhận thức về những tri thức mới, nhằm từng bước hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức hoạt động của đảng, bộ máy nhà nước Việt Nam, những quan điểm đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên lý, nguyên tắc và nhiệm vụ xây dựng đảng, nhiệm vụ của người cán bộ trong việc tăng cường vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng trong thời kỳ mới. Nhân lễ tưởng niệm 195 năm ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu 1829-2024, ngày 10 tháng 7, Thành đoàn Châu Đốc tổ chức trò chơi dân gian và trò chơi vận động. Tại lăng Thoại Ngọc Hầu, các đoàn viên thanh niên đã được qua chào không khí vui tươi, náo nhiệt của các trò chơi như bịt mắt, đập heo, kéo co, nhảy sạp, đua thuyền trên cạn, nhảy bao bố đôi, truyền dòng và xé giấy đây là những trò chơi dân gian mang tính tập thể đòi hỏi sự khéo léo chính xác giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên và các em học sinh rèn luyện sức khỏe tạo cho các em sự dẻo dai khéo léo trong các hoạt động nhằm giáo dục thế hệ trẻ của châu đốc phát huy tinh thần yêu nước đoàn kết sáng tạo góp phần xây dựng thành phố ngày càng sạch đẹp Ngày 10 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Núi Sam sinh hoạt tổ phụ nữ cùng ngành ngày mai tại Khóm Vĩnh Tài 2, đến dự có bà Đặng Thị Bảo Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc. Thông qua buổi họp tổ đã giúp cho chị em trao đổi, học hỏi lẫn nhau trong kỹ thuật mai, đồng thời còn trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm trong việc chăm sóc gia đình và nuôi dạy con thành đạt trong những năm qua, tổ cùng ngành nghề mai của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Núi Sam được thành lập đã góp phần giúp cho các chị em phụ nữ có thêm thu nhập, có việc làm. Nhiều chị em đã phát triển nghề mai có cuộc sống gia đình ngày càng ổn định. Nhiều chị em trở thành những tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường phát động và hưởng ứng tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn phường. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đoàn Thanh niên Phường Vĩnh Quân triển khai thực hiện hiệu quả phong trào hoạt động cách mạng, phát huy vai trò xung kích tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, tiêu biểu trong phong trào thanh niên tình nguyện như chương trình tình nguyện mùa đông năm 2023, xuân tình nguyện năm 2024, chương trình niềm vui cho em, chung tay chăm lo Tết cho hộ nghèo, trao quà học bổng cho thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó dừng lên trong học tập ra quân phát quang, dọn dẹp trồng cây xanh trên tuyến biên giới, hỗ trợ thanh niên yếu thế. Với chủ đề Tuổi trẻ Vĩnh Quân tình nguyện vì cộng đồng, Đoàn Thanh niên phường tổ chức ra quân hưởng ứng ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện xây dựng đô thị sáng xanh, sạch đẹp, văn minh, an toàn như xây dựng 60 cột cờ thẳng tắp tuyến đường Tuy Biệt, khóm Vĩnh Chánh 2, vệ sinh môi trường tuyến đường Nguyễn Hữu Trí, khóm Vĩnh Chánh 3, tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, xây dựng nhà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân khó khăn. Thực hiện chương trình đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, đoàn thanh niên phường tích cực chủ động thông tin kết nối, tư vấn giúp thanh niên định hướng nghề và chọn nghề phù hợp khả năng, hỗ trợ nguồn vốn dây giúp thanh niên khởi nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh. Qua 5 năm phong trào thi đua của chiến binh gương mẫu phát triển rộng khắp, tạo khí thế thi đua sôi nổi và trở thành động lực thúc đẩy phát triển công tác hội. Thông qua phong trào thi đua yêu nước của chiến binh gương mẫu đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu. Trong 5 năm qua, hội của chiến binh phường luôn được công nhận trong sạch vững mạnh, chi hội trong sạch vững mạnh, trong đó có 50% đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc. Hội viên cổ chiến binh đạt chuẩn, hội viên gương mẫu hàng năm luôn đạt 100%. Gia đình hội viên đạt chuẩn, gia đình văn quá được địa phương công nhận bình quân trong 5 năm là 100%. Ngoài ra, có nhiều hội viên và gia đình hội viên cổ chiến binh được tặng nhiều danh hiệu khác trong các phong trào, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào, đoàn kết xây dựng đời sống văn quá ở khu dân cư. Phát huy phẩm chất, truyền thống bộ đội cụ hồ, chăm lo, đoàn kết, giúp đỡ nhau, xóa nghèo, cất mới và sửa chữa nhà, nhiều hội viên đã dương lên làm giàu chính đáng. Hội đã hỗ trợ 30 lượt hội viên dây vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, hỗ trợ 40 lượt hội viên dây vốn từ nguồn quỹ sản xuất của hội và nguồn gấp vốn xoay dòng với số tiền 80 triệu đồng, cất mới một căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa hai căn nhà cho hội viên. Trong thời gian tới, Hội Cựu Chiến binh Phường Vĩnh Quân tiếp tục đổi mới nội dung, phường thức hoạt động, phong trào thi đua của chiến binh gương mẫu, phù hợp với thực tiễn, sát giới, tình hình, nhiệm vụ của hội, thực hiện hiệu quả việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên đẩy mạnh thực hiện phong trào cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi, giảm nghèo bền vững, kịp thời biểu dương, nhân rộng, gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc tham gia xây dựng đảng chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác hội thời gian qua hội liên hiệp phụ nữ phường châu phú b tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng vận động hội viên phụ nữ thực hiện chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước phát huy vai trò của cán bộ hội viên nồng cốt trong công tác nắm bắt tình hình tư tưởng định hướng dư luận xã hội Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Châu Phú B đã phát huy vai trò của hội viên phụ nữ trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội. Hội tham gia đóng góp các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt chú trọng những vấn đề được hội viên phụ nữ quan tâm liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em trong xây dựng đô thị văn minh hội phát huy tốt vai trò nòng cốt trong vận động hội viên phụ nữ tham gia hoạt động bảo vệ môi trường xây dựng nếp sống văn minh gắn với thực hiện vận động xây dựng gia đình năm ba sạch với hơn 7.300 hội viên đang tham gia sinh hoạt tại 14 cơ sở hội, hoạt động giám sát phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền đã khuyến khích và phát huy quyền làm chủ, sự tham gia của phụ nữ phường Châu Phú Bê trong xây dựng và thực thi chính sách pháp luật. Ngày 10 tháng 7 năm 2024, nhằm ngày mùng 5 tháng 7 âm lịch, Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam tổ chức lễ cúng tiên thường danh thần Thoại Ngọc Hầu. Lễ cúng tiên thường danh thần Thọ Ngọc Hầu được tổ chức vào lúc 16 giờ. Đây là nghi thức truyền thống hàng năm của Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam tổ chức tại Lăng Thoại Ngọc Hầu nhằm tưởng nhớ danh thần Thoại Ngọc Hầu mất năm 1829 nhằm ngày mùng 6 tháng 6 âm lịch. Lễ cúng được diễn ra một cách trang nghiêm thành kính ấm cúng theo phong tục của dân tộc tuần tự ban quản trị lăng miếu trong lễ phục chỉnh tề nguyện hương để tri ân những công lao to lớn của ông trong việc khẩn quan lập ấp đào kênh đắp lộ đem lại sự trù phú cho vùng đất an giang nói riêng và nam bộ nói chung quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc phát trên tần số fm 92,1 mươi mhz Thưa quý vị và các bạn, theo địa chí An Giang, Thôi Ngọc Hầu sinh năm 1761, mất năm 1829, tên thật là Nguyễn Văn Thoại, quê quán huyện Diên Phước, tỉnh Quảng Nam, nay thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, xuất thân từ một gia đình quan chức cấp thấp. Cuối thời chúa Nguyễn Phúc Khoát, ông cùng gia đình giàu sống ở làng Thới Bình, huyện Dũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Năm 1777, ông theo phò Nguyễn Ánh cùng qua Sim, Lào và lập nhiều công trạng, làm đến chức thống chế được phong tước Ngọc Hầu. Sau khi Nguyễn Ánh lên ngôi vua, ông được cử làm quản thủ đồn Long Hưng, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trấn thủ Lạng Sơn, thống quản biên binh, bảo hộ cao miên nên còn được gọi là bảo hộ thoại. Năm 1817, ông về làm trấn thủ Vĩnh Thành, đóng quân ở thành Châu Đốc. Năm 1818, ông thiết kế và đốc suất dân binh đào kênh Đông Xuyên ở Long Xuyên, được gọi theo tên ông là Thoại Hà, Tiếp đến năm 1819, ông cùng Lê Văn Duyệt, Trương Tấn Bửu, Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Văn Tồn được lệnh vua Minh Mạng cho đào một con kinh. Sau được vua Minh Mạng cho đặt tên là Kinh Vĩnh Tế, nối liền Châu Đốc, Hà Tiên. Đây là một công trình lớn do thiết kế và đốc xuất quân dân, làm việc với số nhân công lớn gồm 80.000 người, gần 5 năm 1819 đến năm 1824 mới hoàn thành công trình này là thành quả lớn lao của tập thể nhân dân mà người lãnh trách nhiệm chính với triều đình chính là ông. Nhân dân vui mừng, triều đình quan hỷ vì hiệu quả to lớn của công tác doanh điền, thủy lợi và biên phòng này đem lại lợi ích lớn lao cho nhân dân miền Hậu Giang nói riêng và tổ quốc nói chung. Du Minh Mạng lấy làm mãn nguyện vì đạt được quay vọng từ lâu. Sách Đại Nam Nhất Thông Chí cho rằng, từ ấy đường sông lưu thông, từ kế hoạch trong nước, phòng giữ ngoài biên, cho tới nhân dân buôn bán đều được tiện lợi vô cùng. Năm 1836, Du Minh Mạng cho đúc cửu đỉnh làm quốc bảo, hình kinh dịnh tế được chạm vào đỉnh. Đây là một di vật đối với cá nhân ông, cũng như tập thể nhân dân tham gia vào công trình đào kinh dịnh tế. Sau khi hoàn thành hai công trình thủy lợi, giao thông và quốc phòng ở biên giới Tây Nam này, Nguyễn Văn Thoại được Du Minh Mạng đặt ân cho lấy tên vợ ông đặt tên kênh, lấy tên ông đặt tên núi. Ông mất tại Châu Đốc ngày 6 tháng 6 âm lịch năm kỷ sử 1829, lúc đang tại chức thọ 68 tuổi, an táng tại chân núi Sam thuộc thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Sau khi mất, ông được vua Minh Mạng tri phong tráng dọ tướng quân, trụ quốc đồn thống. Tưởng nhớ công ơn của ông, nhân dân An Giang lập đền thờ ông tại Lăng Thoại Ngọc Hầu và lập đền thần Thoại Ngọc Hầu, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn vào ngày 6 tháng 6 âm lịch hàng năm, chính quyền và người dân địa phương tổ chức ngày dỗ của danh thần Thoại Ngọc Hầu với đầy đủ các nghi lễ truyền thống, tưởng nhớ công lao to lớn của ông đối với sự hình thành và phát triển vùng đất phía Tây Nam của Tổ quốc. Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 Ngày Dân số Thế giới là một sự kiện thường niên diễn ra vào ngày 11 tháng 7 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của toàn thế giới về các vấn đề dân số toàn cầu, đây cũng là dịp để nhân loại tự hào về những thành tựu trong lĩnh vực dân số, chăm sóc sức khỏe, bình đẳng giới, bảo vệ môi trường, cải thiện đời sống, nâng cao chất lượng dân số và tuổi thọ của người dân, góp phần phát triển đất nước. 30 năm thực hiện chương trình hành động hội nghị quốc tế về dân số và phát triển, chào mừng ngày dân số thế giới 11 tháng 7 năm 2024, Việt Nam lựa chọn chủ đề đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững trong 30 năm qua, Việt Nam đã áp dụng những cách tiếp cận sáng tạo để giải quyết tình trạng bất bình đẳng và thu hẹp khoảng cách về phát triển kinh tế xã hội giữa các vùng và các nhóm dân cư. Việt Nam cũng vừa vượt mốc 100 triệu dân. Công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tốc độ tăng dân số đã được khống chế thành công, đạt mức sinh thay thế từ năm 2006 cho đến nay tiếp tục duy trì xung quanh mức sinh thay thế. Cơ cấu dân số chuyển dịch tích cực, dân số trong độ tuổi lao động tăng mạnh. Từ năm 2007, nước ta bước vào thời kỳ dân số vàng, chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt, tuổi thọ trung bình tăng nhanh, cao hơn nhiều nước có cùng mức thu nhập bình quân đầu người. Tình trạng suy dinh dưỡng, tử vong bà mẹ trẻ em giảm mạnh, tâm dốc thể lực người Việt Nam có bước cải thiện, dân số đã có sự phân bổ hợp lý hơn ngăn giới quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, công tác tuyên truyền giáo dục nhận thức về dân số và kế hoạch hóa gia đình của các cấp các ngành và toàn dân có bước đột phá. Mới cặp vợ chồng có hai con đã trở thành chuẩn mực lan tỏa thấm sâu trong toàn xã hội, dịch vụ dân số và kế hoạch hóa gia đình được mở rộng, chất lượng ngày càng cao. Việt Nam cũng đang chủ động ứng phó với các vấn đề mới nổi như già quá dân số, tận dụng cơ hội có đông lực lượng thanh niên nhất từ trước đến nay cũng như ứng phó với các thảm họa do biến đổi khí hậu mà nhiều người trong chúng ta phải đối mặt để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau, Việt Nam đang nỗ lực thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 để đạt được các mục tiêu quốc gia về chương trình hành động hội nghị quốc tế về dân số và phát triển. Công tác dân số đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước mức sinh giảm, số người sinh ra giảm đã làm cho tỷ trọng dân số dưới 15 tuổi của Việt Nam giảm từ 42% vào năm 1979 xuống còn 25% vào năm 2015, cuối năm 2023 là 23,9%. Ngược lại, tỷ trọng dân số trong độ tuổi lao động 15 đến 64 tăng từ 53% lên 68,4% năm 2015 và 2023 chiếm khoảng 67,5% chất lượng dân số Việt Nam ngày càng được cải thiện, tuổi thọ trung bình ngày càng tăng lên. Trong hơn 60 năm qua, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã tăng 33,7 năm, từ 40 tuổi (1960) lên 73,7 năm (2023). Tỷ lệ suy dinh dưỡng và tỷ suất tử vong trẻ em đã giảm 2/3, tỷ số tử vong mẹ giảm 3/4 so với năm 1990. Tâm dốc thể lực của người Việt Nam có bước cải thiện từ năm 1993 đến nay chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam tăng thêm 6,6 cm, đạt 168,1 cm ở nam năm 2020 và 156,2 cm ở nữ. Có thể nói công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình đã được đẩy mạnh, triển khai toàn diện đồng bộ trên tất cả các kênh truyền thông, tạo được sự đồng thuận trong toàn xã hội. Nhiều chương trình đề án phục vụ công tác này được chính phủ phê duyệt đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực đối với công tác dân số và phát triển. Đặc biệt ngày 25 tháng 10 năm 2017, ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã ban hành nghị quyết 21, anh quy trên TVK về công tác dân số trong tình hình mới. Trong những năm qua đã cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết 21, ngành dân số cùng các cấp các ngành đã triển khai đồng bộ các hoạt động trên các lĩnh vực, quy mô, cơ cấu và nâng cao chất lượng dân số phù hợp với yêu cầu chuyển hướng công tác dân số trong tình hình mới. Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong ngày 15 tháng 7. Ngày 15 tháng 7 năm 1950, theo chỉ thị của Bác Hồ, Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành lập đội Thanh niên xung phong công tác trung ương đầu tiên tại núi Hồng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên với 225 đội viên để phục vụ chiến dịch biên giới. Lực lượng này được thành lập với mục đích muốn phát huy sức mạnh của tuổi trẻ, xung phong phục vụ cuộc kháng chiến cứu nước và làm tiền đề để tạo rèn luyện đội ngũ cán bộ của Đảng, nhà nước phục vụ công cuộc kiên quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội trong tương lai. Từ khi mới thành lập, lực lượng thanh niên xung phong đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ chiến đấu tại chiến dịch biên giới năm 1950, được Bắc Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp khen ngợi. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, hàng trăm ngàn thanh niên xung phong đã dũng cảm, ngoan cường sáng tạo, lập nhiều chiến công hiện hách. Thể theo nguyện vọng của đồng đảo cán bộ đội viên thanh niên xung phong các thế hệ, theo đề nghị của Quỹ ban Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 1995, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 382 trên TTG, quy định lấy ngày 15 tháng 7 hàng năm làm ngày truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam. Ngày 15 tháng 7, ngày truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong mang tới nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Đây là dịp để cả nước nhớ về hình ảnh những người thanh niên xung phong kiên cường bất khuất, dũng cảm hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đến khi thời bình, những phẩm chất đáng quý của lực lượng thanh niên xung phong vẫn tiếp tục phát huy thanh niên xung phong luôn luôn là niềm tự hào của dân tộc. Ngày nay, lực lượng thanh niên xung phong vẫn tiếp tục giữ vững ngọn lửa cách mạng, luôn nỗ lực dâng lên trong cuộc sống, tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh BAPI năm 2023 của tỉnh An Giang đạt 41,85 điểm, xếp hạng 35 trên 63 tỉnh, thành phố, cả nước, tăng 9 bậc so với năm 2022. Nằm trong nhóm các tỉnh đạt điểm trung bình thấp, xếp hạng 3 trên 13 tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long, để nâng cao kết quả xếp hạng chỉ số BABI năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra nhiều giải pháp cải thiện chất lượng quản trị và hành chính công từ tỉnh đến cơ sở, đáp ứng sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu việc nâng cao chỉ số BAPI tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp ngành và địa phương quy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền. Do đó, cần triển khai kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số PABI trong toàn ngành địa phương, tạo chuyển biến tích cực và hiệu quả nhất của cán bộ công chức viên chức, nhất là với cấp chính quyền cơ sở. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, các địa phương đã xây dựng kế hoạch, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2024, chủ động triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước đồng thời tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật những quy định mới của Trung ương của tỉnh trong nhân dân bằng nhiều hình thức như phổ biến qua các cuộc hội nghị, họp giao ban, thông tin tuyên truyền qua cổng thông tin điện tử, hệ thống đài truyền thanh cấp quyền cấp xã và các hình thức phổ biến khác, qua đó giúp người dân dễ dàng tiếp cận và thực hiện các quy định của pháp luật liên quan tỉnh tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện tốt luật thực hiện dân chủ ở cơ sở thường xuyên tuyên truyền phổ biến các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công những quy định của pháp luật liên quan đến việc cung ứng dịch vụ công thủ tục hành chính công để nâng cao nhận thức tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng về các nội dung liên quan đến luật thực hiện dân chủ ở cơ sở luật tiếp cận thông tin luật phòng chống tham nhũng và các nội dung khác của chỉ số BAPI Sở Nội vụ An Giang cho biết sẽ tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức tinh thần trách nhiệm kiến thức về kỹ năng hành chính văn hóa đạo đức công vụ kỹ năng nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của cán bộ công chức viên chức thực hiện tốt các quy định về công tác tuyển dụng sử dụng quản lý cán bộ công chức viên chức thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức cán bộ trình quỹ ban nhân dân tỉnh khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các giải pháp nâng cao thứ hạng chỉ số PABI của tỉnh đồng thời phối hợp với ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ngành và địa phương để mạnh tuyên truyền ý nghĩa tác động của cải cách hành chính gắn với các nội dung chỉ số BABI, đặc biệt kiểm tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính của cán bộ công chức viên chức, tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ và cung ứng các dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Đốc công bố công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Đồng đốc Sở ban ngành tỉnh nhập đăng tải công khai thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia sau khi công bố công khai các khoản phí, lệ phí liên quan việc thực hiện các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp công khai tiến độ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của người dân, tổ chức doanh nghiệp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên cho biết để nâng cao chất lượng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến năm 2024, thành phố Long Xuyên đã đề ra nhiều giải pháp chỉ tiêu cần hoàn thành như tỷ lệ thanh toán trực tuyến tại cổng dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt tối thiểu 45%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 50%. Tỷ lệ số quá hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 100%, đồng thời phát huy vai trò tổ công nghệ số tại cộng đồng trong tuyên truyền hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp cách thức đăng ký, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp doanh nghiệp, nhà cung cấp gia tăng nhiều ứng dụng, dịch vụ dụ trên môi trường Internet đến người dùng, kết nối Internet tại nhà, hỗ trợ điện thoại thông minh, máy tính bảng, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin qua Internet, tạo tiền đề tốt hướng đến triển khai chính quyền điện tử, chính quyền số sở tài nguyên và môi trường phối hợp thực hiện các giải pháp phòng ngừa ứng phó phù hợp kịp thời các vấn đề bức xúc nhạy cảm và cấp bách dạy môi trường đất đai trên địa bàn chỉ số PAPI là công cụ đánh giá mức độ cải thiện của các cấp chính quyền phản ánh tiếng nói của người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường vai trò trách nhiệm trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, nhất là ở cơ sở, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, liêm chính, kiến tạo, hoạt động hiệu lực hiệu quả vì nhân dân phục vụ Thưa quý vị và các bạn, thực trạng hiện nay do áp lực kinh tế, việc làm, đời sống khó khăn, nhiều cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, ngại sinh con hoặc chỉ sinh một con, sinh con muộn, nhằm duy trì vững chắc mức sinh thay thế, ngành y tế dân số từ tỉnh đến cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động các cặp vợ chồng sinh đủ hai con và sinh con trước 35 tuổi. An Giang là một trong 21 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp. Mức sinh thấp kéo dài đã để lại nhiều hệ lụy như già quá, dân số nhanh, thiếu hụt lao động, ảnh hưởng đến an sinh xã hội. Một trong những nguyên nhân đó là người dân chưa thấy hết tầm quan trọng của việc sinh đủ hai con. Công tác truyền thông giáo dục về sinh đủ hai con, gia đình hạnh phúc hiệu quả chưa cao ở một số nhóm đối tượng. Phục vụ tập quán và bất bình đẳng giới kết hôn muộn phá thai quá dễ dàng nhất là tuổi vị thành niên thanh niên phụ nữ có nhu cầu làm việc học hành có nhu cầu tiến bộ cho bản thân mong muốn mức sống tốt hơn thu nhập cao hơn và có nhu cầu tự do cá nhân nên kết hôn muộn theo chi cục dân số kế hoạch quá gia đình tỉnh lợi ích của việc sinh đủ hai con đủ số con để duy trì nòi giống có đủ lực lượng lao động chăm lo cho gia đình và xã hội giảm mất cân bằng giới tính khi sinh mỗi bà mẹ phải có đủ một con gái để thay thế người mẹ sinh con duy trì nòi giống không lựa chọn giới tính thai nhi, hãy để cho quá trình sinh đẻ diễn ra tự nhiên, làm chậm quá trình già quá dân số trong một gia đình có ông bà, cha mẹ và một đứa con. Tỷ lệ người già là 2 trên 5, gần bằng 40%. Nếu sinh hai đứa con là 2 trên 6, tỷ lệ người già là 33%. Phân tích sâu hơn có thể thấy, nếu sinh đủ hai con, tốt, có đủ thời gian và khả năng về kinh tế để chăm lo gia đình, bốn người chăm sóc hai người, xã hội ổn định về kinh tế, đất ở và an sinh xã hội. Tương lai 20 đến 30 năm sau, thu nhập ổn định, anh em thay nhau chăm sóc gia đình, ông bà cha mẹ, hai người chăm sóc bốn người, người già tăng cao, người trẻ có vừa đủ an sinh xã hội ổn định hơn. Nhưng nếu chỉ sinh một con ở hiện tại rất tốt, có đủ thời gian và khả năng về kinh tế để chăm lo gia đình, kinh tế khá giả, bốn người chăm sóc một người, xã hội ổn định về kinh tế, đất ở và an sinh xã hội. Tuy nhiên tương lai 20 đến 30 năm sau thu nhập tốt nhưng không đủ thời gian và con người để chăm sóc gia đình, ông bà cha mẹ, một người chăm sóc 6 người, người già tăng cao, người trẻ lại ít, an sinh xã hội bất ổn chính vì vậy ngành y tế dân số khuyến khích mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ hai con giảm mất cân bằng giới tính khi sinh không lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức khám sức khỏe tiền hôn nhân khám sức khỏe trước khi kết hôn phát hiện sớm một số bệnh để có thể điều trị kịp thời chuẩn bị cho đứa con sinh ra được khỏe mạnh ít bệnh tật sàng lọc trước sinh và sơ sinh Thời gian qua, các địa phương tích cực triển khai, vận động các cặp vợ chồng sinh đủ hai con và sinh con trước 35 tuổi, không có người sinh con thứ ba trở lên. Đây là giải pháp nhằm đạt mức sinh thay thế, không để mức sinh giảm quá thấp, từng bước đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với quá trình già quá dân số, thực hiện phân bố dân cư hợp lý và nâng cao chất lượng dân số. Vừa qua tại phường Vĩnh Quân, thành phố Châu Đốc, ngành y tế dân số tổ chức tuyên truyền vận động các cặp vợ chồng sinh đủ hai con và sinh con trước 35 tuổi. Qua tuyên truyền vận động, người dân địa phương đã nhận thấy ý nghĩa của việc sinh đủ hai con là góp phần xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc và sự phát triển của xã hội chị Nguyễn Thị Tê chia sẻ do áp lực kinh tế gia đình buôn bán bận tối mặt nên vợ chồng tôi có ý định dừng lại ở một con. Thế nhưng nếu chỉ sinh một con, con trai lớn sẽ buồn vì không có chị có em nương tựa nhau cùng chăm sóc khi cha mẹ về già nên vợ chồng tôi có ý định sinh thêm đứa nữa. nữa. Trước đó, tại xã Mỹ Phú, Trung tâm Y tế huyện Châu Phú tổ chức buổi truyền thông vận động các cặp vợ chồng sinh đủ hai con cho 30 phụ nữ chưa có con và có một con trong độ tuổi sinh đẻ. Chị em phụ nữ được nghe tuyên truyền vận động mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con, lợi ích của việc sinh đủ hai con, đảm bảo duy trì nội giống và sự phát triển bền vững của xã hội, khuyến khích nam nữ thanh niên kết hôn trước 30 tuổi và nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi đồng thời để đạt mức sinh thay thế cần đẩy mạnh phong trào xây dựng mô hình sinh đủ hai con ở các xã với mục tiêu tăng mức sinh ở những nơi có mức sinh thấp và giảm sinh ở nơi có mức sinh cao ngoài ra các chị em còn được thông tin nội dung về dân số và phát triển trong thực hiện mục tiêu điều chỉnh mức sinh phù hợp tại xã cung cấp thông tin về thực trạng mức sinh quy mô cơ cấu dân số tác động tích cực của việc sinh đủ hai con đối với phát triển kinh tế xã hội đồng thời kêu gọi các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chủ động sinh đủ hai con để đạt mức sinh thay thế Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Nam, chi cục trưởng, chi cục dân số kế hoạch quá gia đình tỉnh cho biết, thời gian qua lực lượng cộng tác viên, dân số phối hợp các ngành đoàn thể để mạnh tuyên truyền, dẫn động người dân với nhiều hình thức nội dung phong phú như cấp phát tờ rơi, hợp nhóm, giảng gia, nói chuyện chuyên đề. Ngoài ra, chủ động đưa thông điệp, mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ hai con trên các phương tiện thông tin đại chúng đến nay hầu hết các gia đình đều nhận thức được việc sinh đủ hai con là chủ trương ít nước lợi nhà nên phấn đấu sinh đủ hai con khỏe mạnh được chăm sóc và nuôi dạy tốt thưa quý vị và các bạn những năm qua hội cựu chiến binh phường châu phú b luôn nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh qua đó xuất hiện ngày càng nhiều cựu chiến binh với cách làm hay sáng tạo có nhiều mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương với hơn 174 hội viên đang sinh hoạt tại 14 chi hội. Thời gian qua, Hội cổ Chiến binh Phường Châu Phú B đã cụ thể quá áp việc làm theo bác bằng những công trình phần diệt thiết thực gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của hội, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và từng đối tượng cán bộ hội viên trong những năm qua tranh thủ nguồn vốn dây ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội hội đã giải quyết cho trên 21 hội viên dây vốn phát triển kinh tế gia đình với số tiền hơn 627 triệu đồng bên cạnh đó còn xây dựng quỹ hồn vốn quỹ hội thành lập được 8 tổ gấp vốn xoay dòng nhằm tạo điều kiện cho hội viên gặp khó khăn, hộ có điều kiện sản xuất kinh doanh mượn hoặc dây không tính lãi để duy trì, phát triển các mô hình kinh tế, thăm hỏi tặng quà các hội viên khi gặp ốm đau hoạn nạn. Bên cạnh đó, từ những phong trào thi đua trong hội cựu chiến binh phường đã xuất hiện nhiều hội viên làm kinh tế giỏi, có mức thu nhập cao. Hội có 3 cơ sở doanh nghiệp và một hợp tác xã nông nghiệp do hội viên cựu chiến binh làm chủ. Nhờ sự quan tâm thực hiện tốt, việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần và tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt của chính quyền địa phương của hội cựu chiến binh, nên đến nay số gia đình hội viên khá giàu chiếm trên 30%. Số gia đình hội viên khá giàu chiếm trên 23%, không có hội viên nghèo, cận nghèo. Thời gian qua, cán bộ, hội viên, cụ chiến binh, phường Châu Phú B không chỉ gương mẫu trong phát triển kinh tế mà còn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đến nay, trên địa bàn phường có 100% gia đình cụ chiến binh đạt tiêu chuẩn gia đình gian quá và gia 99,8% trở lên đạt tiêu chuẩn hội viên cụ chiến binh gương mẫu thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, hội cựu chiến binh phường Châu Phú B còn phối hợp với chính quyền, mặt trận, đoàn thể, vận động hội viên và người dân thực hiện tốt các quy định của địa phương, chỉnh trang diện mạo đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến đường văn minh. Cùng với đó, hội còn phát động cán bộ hội viên thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc. Cùng với phát động có hiệu quả phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng hợp pháp cho hội viên hội cựu chiến binh phường còn tích cực vận động đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa quỹ vì người nghèo an sinh xã hội những mô hình hay việc làm cụ thể của hội cựu chiến binh phường cho phú b đã góp phần tô thắm truyền thống phẩm chất hình ảnh bộ đội cụ hồ trong giai đoạn mới thời gian tới hội cựu chiến binh phường tiếp tục đổi mới nội dung phường thức hoạt động nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực gắn công tác thi đua với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Xin kính chào tạm biệt.